Theo báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới đây, từ năm 2015 trở về trước, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 7.800 tỷ đồng. Trong đó, tổng diện tích đất theo quy hoạch hơn 498 ha với 12.988 lô đất. Giai đoạn 2016 đến 2020 có 91 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng, chưa bao gồm các dự án do công ty QISC làm chủ đầu tư được cấp chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư tài chính huyện, thị trấn và thành phố Quảng Ngãi. Trong đó, diện tích đất theo quy hoạch gần 967 ha với 30.784 lô đất. Các chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 16 dự án với diện tích gần 98 ha. Hiện nay, nhiều dự án vẫn đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với gần 10.500 căn biệt thự, nhà liền kề. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư hoặc liên danh với các công ty khác đầu tư 4 dự án, gồm khu đô thị Vàng Tường một quy mô 49,8 ha với 261 căn, khu đô thị Vàng Tường 4 quy mô 40,4 ha với 459 căn, khu đô thị Vàng Tường 7 quy mô 30,5 ha với 457 căn, khu đô thị Vàng Tường 8 quy mô 44,6 ha với 997 căn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đất xanh có một dự án đang triển khai là khu đô thị tình Hà Riverside quy mô 41,9 ha với 1.322 căn. Còn công ty cổ phần phát triển bất động sản Phạt Đạt làm chủ đầu tư dự án khu dân cư bờ bắc kết hợp chỉnh trang đô thị quy mô gần 54 ha với 1.800 căn.